Đây là một cái bát sen tắm. Thì đầu tiên chắc chắn em sẽ hỏi là tại sao cái bát sen này nó lại to như thế? Nó sở hữu cái kích thước đường kính lên đến 36 cm. Đây em có thể nhìn thấy đây, kích thước 36 cm. Thì với cái kích thước này em sẽ lại đặt một cái câu hỏi tiếp theo nữa là tại sao với một cái kích thước đường kính và một cái tiết diện lớn như thế này nó có thể phun nước ra để cho mình tắm được? Thì công nghệ nó ở đâu? Thì đây là một cái sản phẩm của Hansgrohe, là một cái thương hiệu đến từ Đức với 122 năm kinh nghiệm. Công ty này nó được thành lập từ năm 1901. Và cho đến nay thì Hansgrohe là một công ty duy nhất ở trên thế giới sở hữu lên đến hơn 600 cái bằng sáng chế và những cái công nghệ độc quyền ở trên cái sản phẩm của mình. Và Hansgrohe nó đi theo một cái triết lý hoàn toàn khác. Nó định nghĩa cái không gian tắm, không gian bếp chính là cái không gian thoải mái nhất trong không gian sống của nhà mình. Và đây là một cái sản phẩm mang cái tính signature của Hansgrohe. Đây chính là sản phẩm sen tắm. Thì sự khác biệt đầu tiên nó không hoàn toàn ở kích thước mà nó chính là sự thoải mái đem đến ở trên cái sản phẩm này. Tại sao là như vậy? Bởi vì khi em sử dụng cái sản phẩm của Hansgrohe, ngoài cái vẻ đẹp về thiết kế, ngoài cái chất lượng và cái sự chi tiết về cái tính hoàn thiện thì Hansgrohe sở hữu những cái công nghệ mà nó đem đến cho em một cái sự thoải mái nhất. Đó chính là cái công nghệ như ở trên cái sân tắm này thì nó là cái công nghệ gọi là cái công nghệ Power Rain. Em có thể xem ở trên cái vỏ hộp này nó sẽ ghi một cái dòng chữ là Meet the Beauty of Water. Tức là mình có thể được chạm đến những cái vẻ đẹp của nước. Tại sao lại gọi là vẻ đẹp của nước? Thì đối với Hansgrohe trên cái sen tắm nó đã đưa vào những cái công nghệ rất là đặc biệt giúp cho cái sen tắm này có thể tạo được ra những cái nguồn áp lực nước lớn hơn. Và thậm chí là em có thể sử dụng cái chế độ massage dựa vào cái áp lực nước ở trên cái sen tắm này. Thì anh nói về cái vấn đề kích thước sen tắm nó rất là quan trọng. Ví dụ như bây giờ bình thường em tắm, em sẽ phải cầm cái sen và em đưa cái cầm cái sen tắm cầm tay này. Và em muốn nó chảy vào chỗ nào thì em phải cầm vào đấy và em đưa vào cơ thể mình, đúng không? Nhưng với một cái sen tắm như thế này và nó nằm ở trên ấy, thì nếu như em đứng thì có thể nó sẽ không thể chảy được đủ hết người em. Và cái sen tắm này theo thiết kế của Hansgrohe ấy thì nó mang cái triết lý là mọi người trong gia đình đều có thể tắm. Là sao? Ví dụ như là bây giờ anh với em tắm chung thì sao? Đúng không? Đấy chính là sự khác biệt. Khi mà anh và em tắm chung ấy thì cái điều mà mình vẫn băn khoăn và cái điều mà mình vẫn lo lắng ấy nó không còn nữa. Vì sao? Vì với một cái kích thước rộng lớn như này ấy, nó sẽ tạo ra những cái tia vô cùng nhỏ. Đấy là sự khác biệt rất là lớn. Khi mà những cái tia nước nhỏ như vậy ấy, nó sẽ làm cho da mình cảm thấy thoải mái, dễ chịu. Bình thường như những cái sen tắm thông thường khác ấy, nó chỉ là nước chảy ra thôi. Nó không có những cái công nghệ như là đảo nước, trộn nước. Thì khi mà cái nước nó tương tác với cơ thể, nó sẽ tạo ra một cái sự gọi là rát, khó chịu. Chưa kể đến cái vấn đề là khi mà mình tắm thì mình sẽ cần nước nóng, đúng không? Nước nóng mà trộn với nước lạnh. Nhưng nếu mà trộn không đều thì sẽ dẫn đến là nóng thì nóng quá, lạnh thì lạnh lạnh quá. Và thậm chí là nóng vừa thì nó lại hơi lạnh và nó sẽ bị gây ra những hiện tượng như là khô da, ráp da. Thì cái bí quyết của cái hệ thống sen vòi của Hansgrohe này và cái bộ sen tắm này nó nằm ở chính cái hệ thống trộn nước. Thì trước khi đến với cái hệ thống trộn nước thì bây giờ anh sẽ giới thiệu qua với em cái sen tắm này nó có hai cái phiên bản. Thì phiên bản anh đang cầm ở trên tay này là cái phiên bản 360. Nó còn có một cái bản phiên bản 250. Tức là cái kích thước đường kính này nó sẽ là 25 cm. Còn cái này là 360, tức là kích thước đường kính nó là 36 cm. Thì đây là phiên bản cao nhất của Hansgrohe rồi. Cái lý do mà giúp cho cái áp lực nước có thể cung cấp trên một cái tiết diện rất là lớn này, nó chính là cái hệ thống dẫn và hệ thống bơm ở bên trong, do cái cấu tạo bên trong này.
Thì rất tiếc là trong video này em không có điều kiện để tháo ra, cho nên anh có thể mô tả qua cho em. Nó sẽ cấp 3 cái đường nước vào đây như thế này, và qua chính cái hệ thống dẫn này đây. Thì ở trong đây nó sẽ có một cái hệ thống gọi là hệ thống điều chỉnh hướng đó. Tức là khi mà em tắm thì em muốn nó chảy về xa hơn thì em có thể là chỉnh lên một chút, thấp hơn một chút, có nghĩa là em có thể điều chỉnh được. Thì ngoài ra nữa thì ở trong đây nó là một cái hệ thống gọi là, cái công nghệ của nó gọi là công nghệ AirPower. AirPower nó là một công nghệ độc quyền của Hansgrohe. Nó đem cái khí và nước trộn vào với nhau và từ đó nó sẽ tạo ra một cái luồng năng lượng áp lực nước rất là lớn khi mà nó đi qua, và nó sẽ cấp cho cái vòi sen này. Thì nói một chút về xuất xứ. Tất cả những cái sản phẩm của Hansgrohe ấy, nó rất là đắt tiền, nó không có khái niệm rẻ tiền, cho nên nó rất là dễ bị làm giả. Thì khi mà mình mua ấy, thì mình sẽ phải xem rất là kỹ, đến một là cái nguồn gốc, hai là mình xem thực tế cái sản phẩm nó như thế nào. Chẳng hạn như trên những sản phẩm này thì thứ nhất ở trên vỏ hộp ấy, nó đều có in tem và dán mác rất là đầy đủ, và chữ nghĩa nó không bị nhạt nhòa, và nó đều có những cái mã số rất là rõ ràng. Ví dụ như cái sản phẩm này thì nó sẽ có thông tin về xuất xứ, ví dụ đơn giản như là cái nơi sản xuất. Mình có thể kiểm tra, nó sẽ ở đây. Những cái dòng sản phẩm này thì được sản xuất tại Pháp. Có rất là nhiều những cái nơi sản xuất khác nhau, cho nên là mình, khi mà mình mua thì mình cũng phải chú ý. Ví dụ như là cái mã này thì sản xuất tại Đức. Đó. Thì bây giờ anh sẽ mở chi tiết bên trong cái bát sen 360 này để cho mọi người cùng trải nghiệm và chiêm ngưỡng. Ở đây nó có một cái chất liệu bằng đồng, nhưng mà cái bề mặt bên ngoài ấy, nó bóng bẩy và cảm giác rất là tinh xảo, từng chi tiết một. Đó. Thì ở bên trong này mình sẽ có cái các cái phụ kiện khác. Ví dụ như là cái này là cái đế. Đây. Sẽ được gắn vào đây. Nó là chính là cái đế. Xem còn cái gì khác nữa. Đây, những cái đế này. Thì điểm hơi đặc biệt của cái bộ này là những cái phần nắp ấy, nó sẽ không sử dụng chất liệu là kim loại, để nó đem lại cái độ chắc chắn khi mà mình có thể không sử dụng đến chi tiết con ốc, mình chỉ cần nắp khớp vào thôi. Đó, thì đấy là lý do. Còn cái bề mặt thì nó vẫn sử dụng là cái chất liệu chrome. Thì nói qua một chút về cái công nghệ tự làm sạch, đấy là cái công nghệ Quick Clean ở trên cái sản phẩm này. Đây, công nghệ Quick Clean này. Thì với cái bề mặt này em có thể nhìn thấy này, nó là cái bề mặt cao su tự nhiên mềm, và nó sẽ chịu nhiệt được. Ở trong đây nó có những cái lỗ nhỏ li ti này. Thì khi mà nó bị cặn vôi nhé, mình chỉ cần vuốt nhẹ một cái là tất cả những cái cặn vôi này nó sẽ tự nó trượt ra. Và ở trên cái bề mặt, những cái bề mặt mà tiếp xúc với bên ngoài ấy, mà mình có thể nhìn thấy được ấy, thì ngoài cái việc là thứ nhất em nhìn thấy là nó tinh xảo đến mức độ mà như kiểu em có thể soi gương được, nó như một cái tấm gương ấy. Thứ hai là cái bề mặt này thì nó là siêu siêu dễ chịu khi mà em sờ, nó rất là thoải mái. Và những cái chi tiết như là góc cạnh các thứ nó bo thì rất là chi tiết và tinh xảo. Và nữa thì ở trên cái bề mặt này nó có một cái công nghệ nữa gọi là công nghệ Quick Clean. Thì nó sẽ chống vôi hóa khi mà cái nguồn nước, tất cả những cái nguồn nước mình đang sử dụng sinh hoạt bây giờ thì nó đều có các cái cặn kim loại và cặn vôi. Nó sẽ gây ra bám cặn ở đây. Thì với cái công nghệ chống vôi hóa thì nó sẽ giảm cái công sức cho em dọn và vệ sinh những cái chi tiết này. Và hơn nữa là việc vệ sinh nó cũng rất là dễ dàng, em không cần phải dùng những cái rẻ cứng, hoặc là không cần phải dùng những chất tẩy, mà em chỉ cần dùng cái khăn mềm là em có thể vệ sinh được rồi. Đó, và đây là những cái phụ kiện ở bên trong này. Mình sẽ có những cái con ốc bắt này, và cái ống nối cho cái bộ phận này. Đây, trên cái ống nối vào đây. Đó, nối ở trên tường. Đây là toàn những cái bộ phận, tất cả những cái phụ kiện bên trong của cái vòi sen 360 này. Bây giờ anh sẽ đi đến cái bộ phận tiếp theo, nó nằm ở trong cái bộ kit
của cái vòi sen này. Và nó chính là cái bí quyết giúp cho cái vòi sen này tạo ra được những cái công nghệ rất là đặc biệt. Ví dụ như anh nói là nó có thể massage cho cơ thể, nó có những chế độ rất là đặc biệt. Thì nó chính nó nằm ở cái hệ thống trộn này, hệ thống trộn. Cái hệ thống trộn này nó sẽ phục vụ riêng cho cái bát sen này. Thì đây là một cái củ trộn này. Cái củ trộn này, sự khác biệt của nó là gì? Nước nó sẽ không dẫn trực tiếp vào cái vòi sen này mà nó chảy thẳng vào người, mà nước nó sẽ được xử lý qua cái hệ thống trộn này. Thì sẽ có một đầu nước nóng và một đầu nước lạnh. Và sau khi mà trộn xong thì cái đầu này nó sẽ dẫn vào đây. Thì cái hệ thống trộn này nó khác biệt là gì? Thì trong một số các video khác anh cũng đã giới thiệu rất là nhiều rồi. Nó là cái công nghệ chống đưa nước nóng trực tiếp vào đây, bằng cách là nó sẽ tráng một lượt nước lạnh lên trên cái bề mặt thành này, và nó sẽ chống dẫn nhiệt trực tiếp vào đây. Thì nó sẽ đảm bảo được thứ nhất là cái độ bền của cái sản phẩm này, và thứ hai nữa là nó sẽ không gây rò rỉ cũng như là ăn mòn hay là lão hóa những cái chi tiết cao su ở trên này. Và nữa là nó sẽ cấp khí trộn với nước mà tạo ra một cái áp lực nước lớn hơn. Cho nên là nếu như nhà mình mà ở những cái khu vực mà cái áp lực nước nó không lớn thì nó cũng không phải là vấn đề. Và qua cái đầu trộn này thì nó sẽ có một cái bộ chia nữa ở trước đấy. Đấy chính là cái bát điều khiển, cái cần điều khiển. Đó chính là cái hộp này. Mình có thể xem qua một chút này. Để tránh mua phải hàng giả hàng nhái ấy, thì thứ nhất là mình có thể nhìn thấy nhá, ở trên này ấy, nó đều ghi mã số, đều khắc mã số ở trên tất cả các chi tiết. Nó đều khắc mã số này, khắc tên này, rồi rất là nhiều chi tiết ở trong đây. Nói chung là chắc chắn là hàng giả sẽ không thể làm giả được. Thứ hai nữa là ở trong đây thì đều có đầy đủ những cái thông tin, ví dụ như là đây, mã số, mã vạch này, thông tin sản phẩm này. Đó là những cái phụ kiện này, đây những phụ kiện đi theo này, và sách hướng dẫn này. Sách hướng dẫn thì ngoài ra nữa thì mình cũng có thể xem những cái thông tin khác ở trên sản phẩm, ví dụ như vừa rồi anh có thể giới thiệu, nhưng mình có thể xem ở trên vỏ hộp này, thì mình có thể xem xuất xứ các cái thứ ở trên vỏ hộp này, có ghi ở trên này Made in Germany này, mã số, mã vạch, các thứ ở đây đầy đủ hết. Thì thực ra để mà nói là một cái sản phẩm cao cấp và đắt tiền như thế này thì nó sẽ có hàng giả rất là nhiều. Hàng giả ở đây ấy là cái hàng ấy mà nó giống như thật, chứ mình không nói đến những cái hàng mà nó giả hẳn, tức là người bình thường nhìn cái cũng biết luôn là hàng giả. Hàng giả ở đây rất là khó nhận biết, cho nên là nếu như mà khi mà mình mua những cái sản phẩm đắt tiền như thế này mà mình xem chỉ xem cái vỏ thôi thì nó sẽ không chính xác được. Cho nên là có những cách đặc biệt hơn. Chẳng hạn như hàng giả thì nó sẽ chỉ làm về cái vỏ là gần giống thôi, cho nên nó sẽ không có những cái chi tiết như kiểu là mã số trên từng cái bộ phận một. Ví dụ như cái giòn này nó cũng có mã số này. Cái chi tiết ở bên trong này khi mình tháo ra đây, bên trong này khi mình tháo ra nó cũng sẽ có mã số đầy đủ hết. Thì có một cái nữa là mình có thể cân. Thì chỉ có những cái sản phẩm như thế này nó mới đảm bảo cái trọng lượng. Như cái này nó đã 1 cân rồi, chỉ đơn thuần là một cái cục toàn nhựa ở phía bên ngoài và bên trong là đồng, nó đã hơn gần 1 cân rồi, 0.95 cân này. Hoặc là như cái bộ phận này, những bộ phận này thì nó là 0.75 cân, nó chỉ là một cái cần điều khiển 0.75 cân rồi. Thì bây giờ anh sẽ tiếp tục mở hộp cái bộ kit theo cái sản phẩm này. Đấy chính là cái hộp điều khiển. Em có thể điều chỉnh mức nước này, điều chỉnh mức nước ở đây. Nó chính là cái bộ này. Thì thứ nhất là cái mặt dưỡng ở ngoài. Cái mặt dưỡng ở ngoài thì nó cấu tạo là nhựa, và phía bên ngoài sẽ được mạ chrome. Ở phía bên trong thì như anh đã chia sẻ và phân tích rồi, trong này thì nó sẽ có đầy đủ tem mác này, dập khuôn này, dập mã số này, dập cái đường các cái ký hiệu như là ký hiệu của sản phẩm này, rồi series các kiểu ở trong này đầy đủ hết. Cho nên là việc mà một cái sản phẩm nhái giả làm theo thì nó có thể là làm giống giống bên ngoài, nhưng mà phía bên trong sẽ không thể làm được. Hoặc những cái chi tiết kỹ hơn ở bên trong chắc chắn không thể làm được. Rồi tiếp theo nữa thì đây chính là cái bí quyết này.
mình sẽ có một cái củ. Cái củ này thì ngoài cái tác dụng là cấp nước vào này và đưa nước ra, thì như anh đã giới thiệu rồi, ở trong này nó có một công nghệ gọi là công nghệ trộn nước. Dường như là nó sẽ khống chế được nhiệt, giúp cho mình có thể chỉnh được những cái nhiệt độ sao cho phù hợp với nhu cầu và sở thích của mình nhất. Ví dụ như mình không muốn nó nóng quá, mình muốn nó ấm hơn một chút thì mình đều có thể làm được. Đó. Ở đây nó có những cái ký hiệu như là hot này, câu này là bên nóng bên lạnh này. Trong đây thì có khắc mã số này, rồi dán tem này. Ở những cái chi tiết sâu hơn ở đây có dập số seri in chìm in nổi rất là chi tiết này. Đó, và cái củ này đã nặng gần 1 cân rồi. Đấy. Thì tiếp theo nữa thì ở đây chúng ta sẽ có này là cái núm điều khiển. Các chi tiết như là con ốc giữ này, ốc bằng cái inox này, ốc bằng nhựa này. Rồi công tắc điều khiển này. Đây. Cái điểm hơi đặc biệt ở cái công tắc điều khiển này, chỗ này thì nó là kim loại. Đây. Công tắc điều khiển này là kim loại, và cũng tương tự như vậy thì tất cả những cái chi tiết khác nó đều được in series rất là kỹ ở trong này, chìm sâu vào trong. Đây chúng ta sẽ có hai cái nút điều chỉnh nữa. Đây. Nó là công nghệ Select. Công nghệ Select là một cái phát minh đầu tiên trên thế giới do Han Grover tạo ra, là cái công nghệ điều chỉnh các cái chế độ nước trên một cái nút bấm. Thì cái công nghệ này nó được Han Grover đưa vào những cái sản phẩm vòi sen, và đây, và cụ thể là cái tay cầm nó cũng đưa vào. Em có thể nhấn vào đây một cái thì nó sẽ chuyển các cái chế độ nước khác nhau, hoặc là em có thể ấn vào đây nó sẽ cũng chuyển các cái chế độ khác nhau, hoặc em dùng cái tay cầm ở đây thì em có thể khống chế nhiệt được theo cái mức nhiệt đúng theo nhu cầu của mình. Và cái bí quyết nó nằm ở cái chỗ là cái khả năng trộn giữa nước nóng và nước lạnh. Thì mình sẽ có hai cái bộ này, nó sẽ đi theo hai cái bộ này thì nó sẽ tạo được ra một cái không gian để mình tắm. Nhưng mình có thể mua thêm cái này, thì cái này là cái tay cầm, tức là ngoài cái sen tắm ở phía trên xuống dưới thì mình có thể thêm cái nữa là cái tay cầm. Hoặc mình không dùng cái tay cầm cũng được. Ở đây là một cái bộ kit của nó, cái này nó sẽ theo sở thích, tức là em có thể phối ghép những cái bộ này hoặc là có một những cái kiểu tay cầm khác. Nhưng mà trong cái bộ này thì cái tay cầm có cái công nghệ Select này là cái dòng cao cấp nhất của nó. Thì ngoài ra nữa thì nó sẽ có một cái nó sẽ có một cái bộ phận nữa gọi là cái thanh treo. Nó có thanh treo ở đây, chính là thanh treo đây. Cái thanh treo này nó sẽ để treo cái này. Thì Han Grover nó còn có những cái sáng chế mà phát minh khác, trong đấy có cái phát minh về cái thanh treo điều chỉnh kích thước. Tức là mình có thể là treo vào đấy và mình có thể là thay đổi kích thước theo ý muốn của mình. Cái loại này thì không phải, nhưng mà nếu mà mình cần cái loại đấy thì mình có thể mua thêm. Trên đây là toàn bộ những cái bộ kit của cái sản phẩm vòi sen. Cái dòng gọi là dòng dòng này gọi là cái tên gọi gì anh sẽ đọc lại. Zenfinity 360. Đó, thì khi nào mà anh gắn vào trong nhà thì anh sẽ giới thiệu và trải nghiệm cho mọi người xem. Còn trong cái video này thì anh chỉ mở hộp và đánh giá sơ bộ qua cái sản phẩm này thôi. Thì bây giờ anh đi vào bên trong. Anh đi vào bên trong cái nhà vệ sinh, cái nhà tắm. Cái nhà tắm này là cái nhà tắm mà anh thuê. Thì để thấy được cái sự khác biệt rõ rệt, thì đây là cái cũng là cái sen tắm này và cũng là cái tay cầm. Thực ra thì cái loại này là cái loại rất rẻ tiền ở trên thị trường, đúng không? Để mà so sánh như thế thì nó hơi vô lý, nhưng mà để có những cái mà mình thực tế mình nhìn nó rõ hơn. Thứ nhất là cái công nghệ gọi là cái công nghệ Quick Clean, tức là công nghệ tự làm sạch. Thì với cái bề mặt được phủ một lớp chrome và một lớp rất là đặc biệt ở đây thì nó sẽ
chống vôi hóa và chống những cái cặn nó bám vào đây này. Cụ thể như em có thể nhìn thấy ở đây này, khi mà mình đưa một cái nguồn nước vào này, đây, khi mình đưa một nguồn nước vào này, nó sẽ có một hiệu ứng nó không bị bám vào đây. Còn ví dụ như cái này mà đưa nước vào này thì nó có thể nó sẽ bị bám vào đây và dần dần nó sẽ tạo thành vôi hóa. Đấy thì em có thể nhìn thấy ở đây là như cái phần vòi sen này, đây nó có những cái vết cặn vôi nó nằm ở đây rất là nhiều này. Đó thì dần dần nếu mà em vệ sinh ấy, thì khi mà em lau ấy, nó sẽ không ra được và nó sẽ tạo ra những cái vết xước, thì cái này nó sẽ triệt tiêu được cái vấn đề đấy. Thứ hai nữa là bây giờ ví dụ như em cái nước nó chảy ra, em tắm em thấy nóng quá thì em lại chỉnh bớt nóng đi thì nó lại lạnh quá, đúng không? Cho nên là như cái này thì về cơ bản nó cấu tạo rất là đơn giản, nó chỉ cho nước chảy từ đây thẳng trực tiếp ra đây thôi. Cho nên là đấy là lý do tại sao mà khi mà em tắm xong ấy, em sẽ cảm thấy là bị khô ráp da hoặc là bị nóng da, đỏ da, mẩn ngứa da, là do là như vậy. Và cái công nghệ Select ở trên cái tay cầm của Hanglover thì nó cũng sẽ khác rất là hoàn toàn. Ví dụ như đây bây giờ em chỉnh sang chế độ nước chảy khác nhé, em phải xoay này, nhưng trên thực tế cái công nghệ Select ấy, thì em đang cầm tay này đúng không, em chỉ cần ấn một cái thì nó sẽ chỉnh rất là nhiều các cái chế độ, ví dụ như chế độ massage, chế độ thoải mái, rồi các cái chế độ như là phun xương, rồi đủ các loại chế độ để cho em chọn. Mình nữa thì cái vòi tắm ở phía cái gọi là cái bát sen ở phía trên này là cái giá trị nhất của nhà tắm. Thì thông thường khi mà mình sử dụng những cái hệ thống gọi là bát sen thông thường ấy, anh có thể tự tin khẳng định rằng là đến 99% cái bát sen này mình sẽ không dùng đến. Lý do tại sao? Bởi vì thường thường mình hay cầm cái này. Lý do nhá. Thứ nhất đấy là nước ở đây nó chảy ấy. Nó chảy không đều và nó nóng không đều, nóng thì nóng quá, lạnh thì lạnh quá. Thứ hai là nó chảy không đủ. Ví dụ nó chảy ở đây thì mình cứ phải đứng sát ở đây, mình đứng sát ở đây cảm giác rất là khó chịu. Nhưng mà với một cái vòi sen kích thước rất là lớn của Hanglover, nó to ở trên này, thì cái nước nó chảy xuống dưới đây, nó chảy xuống dưới đây là đầy đủ nhất. Thì nói chung là về cơ bản đấy là những sự khác biệt rất rất là khác biệt. Còn chưa kể là cái thiết kế của nó là nó ẩn sâu ở bên trong, nó sẽ không có cảm giác là nhiều các cái chi tiết thừa bên ngoài, dây dợ các thứ lằng ngoằng như này. Và với cái nước nó chảy nhiều như thế nhé, nhưng mà nó vẫn có một cái tiêu chuẩn rất là khác biệt. Đây, bây giờ anh sẽ cho em xem. Nước thì nó chảy nhiều như này, nhưng mà nó vẫn có một cái cực kỳ đặc biệt. Anh cho em xem. Đấy là một cái tiêu chuẩn gọi là tiêu chuẩn tiết kiệm. Ở trên thế giới nó sẽ có 3 cái tiêu chuẩn là 1, 2, 3, tương ứng với 3 mức sử dụng nước ở trên cái thiết bị đấy. Nó giống như tiêu chuẩn nhãn năng lượng ở trên các thiết bị điện. Thì nó có tiêu chuẩn là 1, 2, 3. Thì các cái sản phẩm của Hanover hầu hết là đạt được cái tiêu chuẩn ở mức 1. Tức là sao? Tức là cái nước mà nó cấp ra ấy, nó đạt được cái hiệu suất cao nhất và cái mức nước tiêu thụ thấp nhất. Tức là em dùng được nước tối đa nhưng mà em không bị lãng phí nước. Thì đấy là chính là những cái sự khác biệt rất 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 là lớn. Cho nên là cái câu hỏi ở đây là nhiều người sẽ hỏi là trước khi mà định mua cái sản phẩm mà của Hanglover nói chung và những cái sản phẩm thiết bị vệ sinh mà nó rất là đắt nói riêng ấy, thì chắc chắn câu hỏi chung chung mà mọi người hay hỏi đấy chính là làm sao mà nó lại đắt thế, đúng không? Cái vòi nào chả giống cái vòi nào, cứ tắm được là được. Tuy nhiên là theo quan điểm của anh thì tất cả những cái giá trị gì mà Hanglover đem lại nó khác hoàn toàn so với tất cả các cái thiết bị vệ sinh hiện tại có mặt ở trên thị trường. Đấy là lý do tại vì sao mà Hanglover nó có đến hơn 122 năm kinh nghiệm và đến hơn 600 cái bằng sáng chế và phát minh nó nằm ở trên cái sản phẩm này. Thì theo anh thì một cái sản phẩm giá đắt hay giá rẻ nó nằm ở cái giá trị mà nó đem đến. Đấy chính là những cái gì mà mình muốn, chính là những cái gì mà mình cần. Chẳng hạn như một cái vòi sen tắm này, mình cần cái gì? Mình cần nó, thứ nhất là nó thoải mái, nó ra nước đều và nước nó không bị nóng quá, không bị lạnh quá và mình có thể là dễ dàng thao tác, cầm nắm cũng như là sử dụng. Cũng như là cái độ bền theo thời gian. Ví dụ như bây giờ như những cái hệ thống sen tắm này, anh có thể tự tin khẳng định rằng là những cái thiết bị vệ sinh khác nó sẽ hỏng, nhưng cái thiết bị này chắc chắn chưa hỏng. Tức là những cái đồ ở trong nhà em nó sẽ có thể nó sẽ hỏng. Tuy nhiên là tất cả những cái đồ này nó hỏng rồi, tuy nhiên là cái đồ này chưa chắc đã hỏng. Chắc chắn là như thế, bởi vì là em có thể nhìn thấy là từ những cái
công nghệ, từ những cái chi tiết hoàn thiện và từ những cái chất liệu mà hand glover nó sử dụng nó đều khác hoàn toàn so với phần còn lại của các thiết bị vệ sinh trên thế giới đang có. Tất nhiên là trên thế giới thì có rất là nhiều các cái thương hiệu thiết bị vệ sinh không hề thua kém hand glover. Cụ thể như anh đã từng sử dụng sản phẩm của Toto này chẳng hạn này, hoặc một số các cái thương hiệu khác, ví dụ như là Grohe cũng là thương hiệu của Đức, còn Toto hoặc là Inac thì Grohe bây giờ nó đã thuộc về tập đoàn DC, nó cũng là thương hiệu, trước đây nó là thương hiệu của Đức nhưng bây giờ thuộc về tập đoàn DC thì nó là thương hiệu của Nhật rồi. Thì rất khó để có thể tìm được một cái sự trải nghiệm đến mức gọi là rất là cao cấp, chi tiết và hoàn thiện một cách mẫu mực như ở trên cái sản phẩm của Hansgrohe. Cho nên là video này thì anh cũng muốn giải đáp một phần lý do tại sao mà sản phẩm của Hansgrohe nó đắt như thế. Nhưng mà vấn đề ở đây là thực ra là nếu như mà theo cái giá niêm yết của hãng như vậy, anh sẽ không nói đến cái giá chính xác là bao nhiêu để cho mọi người đỡ sốc, bởi vì cái sản phẩm này có cái mức giá thật sự rất là cao. Thì anh muốn nói là nếu như mà gia đình nào hoặc là bạn nào mà muốn sở hữu cái sản phẩm này thì cái giá mà anh cung cấp đến tay người tiêu dùng sẽ rẻ hơn từ 20 đến 30% so với cái giá ở trên thị trường đang bán. Thì đấy là một cái có thể là giúp mọi người có thể dễ dàng tiếp cận với sản phẩm này hơn. Tức là thay vì mình mua một cái sản phẩm cũng không hề rẻ tiền của Toto hoặc là của những cái hãng khác, thì mình mua một cái sản phẩm của Hansgrohe nó cũng là một sự lựa chọn tốt hơn. Thì tại sao lại có cái mức giá rẻ như thế? Thứ nhất là anh nhập trực tiếp, đây em có thể xem hàng này sẽ được nhập trực tiếp từ các cái đại lý của các nhà bán hàng ở trên Amazon, cho nên là cái mức giá nó thấp hơn rất là nhiều. Thứ hai là cái đường mà anh ship về ấy, nó cũng sẽ tiết kiệm được các cái chi phí như là chi phí vận chuyển, rồi các cái chi phí về thuế các kiểu. Cho nên là khi mà sản phẩm này về đến tay người tiêu dùng thì giá nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều. Còn thực ra để mà nói là nó đã đắt hay là nói là nó rẻ, nó là một câu chuyện rất là dài. Hoặc là cái sản phẩm này nó phù hợp với ai thì cái đấy nó là cái sở thích và nhu cầu. Cho nên là video này thì anh cũng chỉ muốn nói rằng là không phải là tự nhiên một cái sản phẩm này nó lại đắt tiền đến như thế. Nó đắt nhưng mà mình được cái gì thì đấy chính là cái giá trị, và là cái giá trị cao nhất của cái sản phẩm đem lại. Nó không phải là đắt tiền hay rẻ tiền, mà nó là cái số tiền mình bỏ ra với cái giá trị mà mình nhận được. Rồi, ok, xin chào và cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả các bạn nhé.